Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại câu số 4 đến câu số 8. Những cái câu thì cái câu này nó thuộc cái dạng là one sample testing. Rồi, vậy thì nó cho mình một cái mẫu gồm có vài cái gói với cái data nó cho đây ha. Rồi, vậy thì nó cho mình nó là nó tuân theo phân phối chuẩn với cái significant level ha, cái alpha nó là bằng 0,01. Rồi, tiếp theo nó là nó cho nó là người ta cần kiểm tra xem là có đủ cái bằng chứng để chứng minh rằng cái trung bình của mẫu nó có khác so với lại cái con số 16, 18 hay không ha. Rồi thì trước hết trên những cái số liệu nó cho thì mình sẽ tính x trung bình và cái sample standard deviation chứ ha. Rồi vậy thì để làm nhanh mình dùng Casio ha. Nhập cho mình như sau, mẫu 6. Mình chọn thống kê một biến ha, một nhập các cái con số này vào cho mình. 15.4 mình để qua đây cho dễ ha. Rồi 17.8, 15, tiếp theo đó là 16.8, 16, 14.4 và 13.9. Từ những cái con số này bây giờ mình bấm AC đây ha, mình chọn option, mình kéo xuống dưới, mình nhấn số 2. Đó là mình có được cái trung bình. Mình đọc phím 1 ha. Đây là cái trung bình của mình. Khoảng 15,61 à, mình ghi đây ha, 15,61. Theo đó là mình lấy cái độ lệch chuẩn của mẫu này ha. Mình chọn số 5 ha. Đây là 1,36. Bằng đó 1,364. Rồi. Câu số 4. Xác định độ lệch chuẩn của sample mean. À, thì cái độ lệch chuẩn của sample mean nó là S của trung bình. Nó là bằng cái S của mình chia cho căn N ha. S của mình chia căn N. Tức là mình lấy cái S này. Đây. Rồi mình chia cho căn N. Tức là mình chia cho căn của 7. Ra được 0,5157. Đây chính là phương án A. Câu số 5. Tính cái test statistic value. Thì cái T0 của mình, nó chính là bằng x trung bình trừ đi mu không chia cho S chia căn N. Vậy thì chết mình cần phải xác định cái mu không. Vậy thì để có được mu không, mình phải xác định hai cái giả thiết H0 và H1 ha. Rồi vậy thì nó nói là cái trung bình của mình nó không có bằng so với cái con số 16,8 này. Vậy thì cái H0 của mình là cái mu nó bằng với lại 16,8. Tức là cái 16,8 này nó chính là mu không. Rồi tương tự cái H1 của mình sẽ là mu khác ha. Tại vì nó nói ở đây là chứng tỏ cái trung bình nó khác ha, not equal. Đây vậy là khác 16,8. Rồi vậy thì cái này T0 nó sẽ là bằng x trung bình. Đây mình bấm lên Casio luôn. X trung bình của mình. Mình bấm option, kéo xuống dưới bấm phím 2 ha. Chọn số 1 là x trung bình. Mình trừ đi cái 16,18 là cái mu 0. Cái con này mình chia cho S chia căn N. Tức là mình lấy cái option kéo xuống dưới bấm số 2. Chọn N số 5. Chia cho căn 7. Rồi mình đóng cho đủ cái ngoặc lại ha. Đây thì mình thu được cái con số này. Trừ 2.2994. Trừ 2.2994 mình chọn phương án D luôn. Tiếp theo, tìm rejected region. Vậy thì trước hết là mình phải xác định được cái giá trị T của nó ha. Vậy thì đây là cái trường hợp khác nên nó là true sai. Rồi, true sai thì nó là TN-1 và alpha chi 2. N mình nó bằng 7, vậy là T của 6 và alpha chi 2, alpha của mình thì là bằng 0,01 và chi 2 là bằng 0,005. Rồi vậy thì mình tra bằng T ha. Thì mình tra nó ra được là bằng 3,707. Vậy thì true sai mà nó mình ra T là bằng 3,707. Vậy thì rejected region của mình sẽ đi như thế nào đây? Mình vẽ cái trục số lên ha. Đây 3,707 và trừ 3,707.
Vậy thì cái reject điện của mình nó sẽ là từ âm vô cùng đi đến cái trừ 3,707 hợp với lại từ 3,707 đến dương vô cùng ha. Thì mình chọn phương án C. Tiếp tục số 7. Xác định 99% confidence interval cho cái min. Vậy thì nó chính là bằng công thức của mình ha, hai cái cạnh x trung bình. Tại vì nó nói cái min ha, x trung bình cộng trừ cái giá trị t mình vừa mới tra được nhân f chia căn n. Rồi, trung bình của mình thì mình có ở đây ha, trung bình của mình đã lưu sẵn ở đây. X trung bình. Rồi mình thay đây là dấu cộng ha. Rồi tiếp theo nó là cái giá trị t mình mới tra được 3,707 nhân cho s chia căn n. Cạnh trên của mình là 17,5259. 17,5259 mình thấy giống giống này đó, mình tra cạnh dưới nha. Mình thay dấu cộng bằng dấu trừ. Cái cạnh dưới ha, 13,7027 là đúng rồi ha. Đó, mình chọn phương án D thôi. Rồi tiếp theo. Nó cho mình như sau. Giả sử cái variance, cái phương sai của cái mẫu nó là bằng 1,8. Tức là nó cho mình cái sigma bình phương bằng 1,8. Tiếp theo đó là 99% chưa sai confidence interval. Vậy thì 99%. Tiếp theo đó là cái radius của mình nó là 0,25. Thì mình tóm tắt đây, cái sigma bình phương ha, cái phương sai là bằng 1,8. 99% chưa sai. Tiếp theo là cái radius của mình nó là bằng 0,25 ha, tức là cái specify error ha. Nó là bằng 0,25. Vậy thì người ta kêu mình là n là bằng bằng bao nhiêu. Rồi vậy thì cái này nó là bằng, thì mình khai triển ra ha, sigma bình phương nhân cho z alpha chia 2 bình phương chia cho bình phương. Rồi, sigma bình phương là bằng 1,8 z alpha chia 2 99%. Vậy thì là alpha của mình nó là bằng 1 trừ 0,99 là 0,01. Vậy thì mình tra bằng z à, để mình xác định cái z alpha chia 2. Rồi cái mẫu của mình là bằng 0,25 bình phương ha. Ok, vậy mình sẽ tra bằng z. Ok ha. Sau khi mình tra bằng z thì mình được cái con số z alpha chia 2. Đây, nó là bằng 2,57. Đây này, lấy cái này bình phương lên. Rồi bây giờ mình bấm máy. Bấm nào. 1,8 nhân cho 2,57 bình phương. Rồi mình chia cho 0,25 bình phương lên. Đây là đáp số của mình ha, 190. Vậy thì là n nó phải khoảng 190 mới được ha. Mình tính cái này nó khoảng 190 phải mấy ha. Rồi thì cái này là n lớn hơn là bằng cái này. Vậy thì tối thiểu phải là một con số nào đó nó phải vừa vượt qua 190. Mình chọn 192 này ha. Rồi.